Chào tất cả các bạn đang xem chương trình livestream. Hôm nay mình livestream cái giờ này nên sẽ ít bạn. Buổi tối thì là livestream đông nhất. Giờ này thì sẽ ít các bạn theo dõi hơn. Tuy nhiên không sao. Chúng ta cứ livestream, chúng ta cứ tương tác nhau, các bạn sẽ xem lại sau. Và khi các bạn xem lại thì các bạn nhớ nói lại những điều rất là tuyệt vời. Hôm nay mình chia sẻ chút xíu về những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm trong kinh doanh. Và bạn nào đang xem livestream này thì các bạn comment xuống để chúng ta biết rằng là chúng ta đang xem livestream này. Bạn nào lần đầu tiên biết đến cái livestream của mình thì các bạn cũng nên comment số 1. Các bạn đang ở cái khu vực nào thì các bạn cũng comment xuống để mọi người cùng biết là bạn đang ở cái khu vực nào, vùng miền nào, để chúng ta cùng nhau biết, chúng ta kết nối với nhau. Các bạn có thể giới thiệu họ tên của mình xuống dưới để mọi người cùng biết. Và cái livestream này thì cũng bình thường thôi, chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái trải nghiệm trong kinh doanh thôi. Và để kinh doanh được tốt hơn, làm ăn được tốt hơn thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta cần phải hiểu sâu sắc hơn. Còn không á, chúng ta không tập trung chú tâm cho kinh doanh. Cái con đường kinh doanh là cái con đường tuyệt vời nhất các bạn. Cái con đường tuyệt vời nhất mà trải nghiệm bằng này cuộc đời, đến bằng này tuổi cuộc đời là chúng mình học được ra rất là nhiều điều. Nó vô cùng hữu ích và nó vô cùng hay trong kinh doanh. Các bạn nào lần đầu tiên xem livestream mình nhớ comment số 1 xuống nhé, để mình biết sau livestream này mình sẽ làm quen với các bạn. Chào bạn Hồng bên Đồng Phục. Mình mới vừa đi bên trên Bình Phước về. Đi thì cũng không rảnh để đi chơi đâu. Mình lên để làm ban giám khảo cho một cái cuộc thi. Các bạn này đã lọt qua các cái vòng rồi, chỉ còn lại cái 10 bạn thôi. Rồi cho cuộc thi khởi nghiệp của những chị em phụ nữ. Cái này có riêng chị em phụ nữ thôi, của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước. Tỉnh Bình Phước là một trong những cái tỉnh rất là đặc biệt mà chú trọng tới khởi nghiệp riêng cho chị em phụ nữ thôi. Và Hội Liên hiệp Phụ nữ làm cái việc này, thật sự là phụ nữ ra kinh doanh khó khăn hơn người nam nhiều. Cái này là mình cảm nhận được. Mình cảm nhận được cái điều này. Khi mà mình đến Bình Phước thì mình được đón tiếp rất là trọng thị. Nhất là thứ nhất phải kể đến là anh Nguyễn Văn Vũ, tổng biên tập của báo của tạp chí Khoa học và Thời đại. Các cái anh em ở trên đó, những cái anh em bên Hội Liên hiệp Phụ nữ như chị Hương Giang là phó chủ tịch hiệp hội, rồi bạn Nga, rồi bạn Xuyến, rồi bạn Thảo là một doanh nghiệp ở bên ngoài, giám đốc của thương hiệu hạt điều Winnet, bạn Công, cà phê Công, những bạn phóng viên trong tạp chí như bạn Huynh, bạn Bùi Liêm chấm chấm chấm, và đặc biệt là bạn Hoàng Giang là một người bạn ở bên ngoài, nghe mình lên Bình Phước thì dành thời gian chạy tới chia sẻ rất là tuyệt vời. Cái điều đó nó nói là gì ạ? Tại sao mình livestream và mình kể về những cái đó nó nói lên là trong đầu của mình trong suy nghĩ của mình mình cảm giác mình rất là lưu luyến. Chào bạn Hán Long Vũ. Trong cảm giác mình rất là lưu luyến, mình rất là nghi nhớ, mình cảm giác mình dành cái tình cảm cho cái điều đó. Và cái điều này nó vô cùng đúng trong kinh doanh. Nó vô cùng đúng trong kinh doanh các bạn ạ. Chào bạn Thanh Bùi. Trong kinh doanh là bạn phải làm sao cho khách hàng quý mến bạn, lưu luyến bạn, họ luôn có một cái tình cảm dành cho bạn. Ngày hôm nay chúng ta ra kinh doanh, chúng ta dành quá nhiều thời gian. Ok chưa? Dành quá nhiều thời gian cho cái gì ạ? Chúng ta nhắm vào cái túi của khách hàng nhiều quá, mà chúng ta không dành thời gian cho trái tim của khách hàng.
một cái dành thời gian cho trái tim. Đúng rồi, lên lên rồi. Rất là lên rồi. Rất là năng lượng. Rất là năng lượng em. Khi mình về đến đó thì mình chia sẻ thì các bạn ở đó cũng rất là năng lượng, các bạn sẽ học, các bạn học hỏi rất là nhiều điều. Tức là chúng ta không tập trung tạo ra cho khách hàng ấn tượng, khách hàng nhớ về chúng ta, mà chúng ta cứ nhắm chăm vào cái túi tiền của khách hàng, nghĩ cái chiêu gì đó để móc tiền khách hàng nhiều hơn. Thậm chí có những bạn suy nghĩ rằng là kiếm tiền bằng mọi giá, nhưng mà kiếm tiền bằng mọi giá, nhưng mà các bạn kiếm tiền mọi giá, nhưng mà các bạn đâu có suy nghĩ ra được cái chỗ rằng là để khách hàng đưa tiền thì khách hàng họ phải rất là vui, các bạn phải sâu sắc đối với khách hàng. Chứ đâu phải là các bạn phải làm cho khách hàng ấn tượng rất là đẹp về mình. Các bạn thấy trong cái bối cảnh ngày hôm nay á, là các bạn thấy các cái doanh nghiệp mình á, mình đi đâu mình cũng nghe các bạn nói những cái câu rằng là kinh doanh rất là cạnh tranh, cái thế giới kinh doanh ngày hôm nay rất là khốc liệt. Chào bạn Hồng Tuyền. Bởi vì họ suy nghĩ họ muốn gì họ muốn tập trung vào cái túi của khách hàng không ạ. Họ xem khách hàng có đựng trong túi bao nhiêu tiền để họ cố tình họ lấy, mà họ quên mất một cái việc rằng là hãy làm cho khách hàng yêu quý mình, hãy tập trung vào cái trái tim của khách hàng. Trong một cái thế giới mà kinh doanh rất là cạnh tranh thì mọi người rất là chậm chạp, quên đổi mới, làm cho mọi thứ chán nản chán phèo ra. Rồi cứ gặp là bắt đầu là muốn lấy tiền của khách hàng. Thì mình lên Bình Phước mấy ngày thì cái sự đón tiếp ở Bình Phước rất là trọng thị. Và tối đó mình ở một khách sạn gọi là khách sạn Bombo. Cái tên Bombo là nó có cái bài hát Bombo, các bạn nghe nổi tiếng mà, thác Bombo các bạn nghe nổi tiếng. Khách sạn Bombo là cái khách sạn 3 sao thôi. Là một trong những khách sạn mà nổi tiếng nhất, hiện tại nó đang là số 1. Hiện tại thời điểm này nó đang là số 1 của Đồng Xoài luôn. Là cái thị xã thuộc tỉnh Bình Phước. Cái khách sạn lớn nhưng mà như thế nào nhưng mà cái khả năng phục vụ của họ, của nhà nước mà, cái phong phú của nó rất là chậm chạp. Mọi thứ coi như là nó mang tính chất là gọi là thiếu thốn á, các bạn, thiếu thốn á. Tức là chúng ta ngày hôm nay chúng ta ra kinh doanh á, chúng ta phải tập trung vào gì, tập trung vào cái cung cách phục vụ. Có những lĩnh vực đó, các bạn phải tập trung vào cái khả năng thiết kế phòng ốc như quán cà phê, quán ăn, đúng không? Các bạn biết nền kinh tế ngày hôm nay người ta được gọi là nền kinh tế của sự trải nghiệm. Khách hàng họ tới, họ được trải nghiệm, họ được chạm vào, họ được sờ mó, họ được nói chuyện với khách, họ được tiếp cận với nhân viên, họ được chiêm nghiệm, họ được cảm nhận. Và cái người nào mà làm cho khách hàng càng cảm nghiệm sâu thì cái tình cảm họ được lưu luyến đó tốt hơn. Người ta gọi là cái nền kinh tế trải nghiệm, chứ không phải là cái nền kinh tế online đâu. Nói rồi cứ bán. Bạn bán là bạn bán những gì mà họ quá cần thôi. Thế giới càng online bao nhiêu thì bạn phải cần biết tạo ra một cái thực thể trải nghiệm cho khách hàng nó tốt hơn. Và mình đi một số nơi, thì mình thấy rằng là có những người họ làm cái việc này rất là tốt. Họ làm điều này tốt vô cùng. Mình ví dụ như là cái năm trước đó mình có đi Thái Lan. Thì cái khách sạn 3 sao của Thái Lan thôi. Phải nói là người Thái họ làm kinh doanh rất là hay đó các bạn. Thì khách sạn 3 sao ở Thái Lan thôi, họ đã làm được cái việc gì khi mình bước vô thì nhân viên cười rất là tươi, chào đón rất là nồng hậu, kể cả bảo vệ, những người giữ cửa, các bạn thấy khi mà cái người ta phục vụ vậy thì các bạn thấy cái sự cảm nhận nó tốt và tốt kinh, tốt lắm, rất là lưu luyến. Giờ này mình vẫn còn lưu luyến mà. Họ biết cách trang trí và trang hoàng rất là bắt mắt.
Cũng như trong lĩnh vực của các bạn cũng vậy, các bạn phải biết tạo ra bao bì rất là bắt mắt. Các bạn đi đi tiếp khách, các bạn cũng phải biết rằng là làm sao mình có cái bộ đồ nghề để đi bán hàng mà khách hàng thấy nó rất là tuyệt vời. Họ biết làm những cái công việc mà khách hàng cảm giác rất là tuyệt vời. Ví dụ khi mà mình vào thì họ mời ngồi ở trên một cái ghế salon rất là tao nhã. Họ gửi đến cho mình một cái ly nước uống, có pha chút mật ong. Nó như thế nào nó rất là làm cho thoáng mát ra. Họ có cái gì họ để những cái bài nhạc du dương, trữ tình. Đội ngũ nhân viên tiếp tân thì như thế nào luôn có nụ cười nồng hậu, sẵn sàng phục vụ, và sẵn sàng trao đổi, làm việc rất là tận tâm. Các bạn chưa? Nhưng song song đó mình đi ở các khách sạn Việt Nam mình thì không làm được cái việc đó. Ít thật sự là vừa rồi mình cũng đi Cần Thơ, nhưng mà vào cái khách sạn Hậu Giang thì được một chút xíu. Khách sạn Hậu Giang thì một trong những khách sạn mà nhân viên tạm được, mà sau đó mình qua một cái khách sạn tư nhân ở bên thì tệ kinh khủng, tệ lắm. Hôm gần đây các bạn thấy rằng là chúng ta chứng kiến các thương hiệu nước ngoài, đặc biệt là thương hiệu đồ uống, đồ ăn, đồ nước ngoài vào thì họ như thế nào các bạn ơi. Họ trang trí phòng ốc đồ, các bạn thấy không, họ thiết kế design rất là đẹp. Chào bạn Quỳnh Thảo. Họ thiết kế rất là đẹp. Các bạn có dịp vào McDonald's, các bạn có dịp, hoặc là họ biết cách huấn luyện nhân viên nói chuyện rồi rất là bài bản. Tuy nhiên doanh nghiệp của Việt Nam của chúng ta thì càng ngày càng hụt hơi, đặc biệt những quán ăn rồi đó. Không có tập trung vào huấn luyện nhân viên, không có tập trung vào gì vào cái đề co thiết kế, không biết cái cách tạo ấn tượng cho khách hàng. Ok chưa? Họ không xét đúc ra những cái tiêu chuẩn. Mà tuần rồi mà bạn nào mà đi học cái lớp marketing của mình những bạn nhóm nhân học trong lớp marketing của mình là mình cho các bạn đi trải nghiệm và các bạn ngộ ra lắm. Nên là đã không chọn con đường làm kinh doanh thì thôi, là chọn con đường làm kinh doanh các bạn phải khát khao, các bạn phải đi đến cùng. Các bạn đừng có làm theo một cách rất là chung, nó không tới nơi thì cái bài toán nó không có được giải quyết đâu. Nó không được giải quyết đâu. Nên là để làm được điều này, bạn cần phải trải nghiệm nhiều hơn, bạn cần phải đi nhiều hơn, đi đến những cái dịch vụ cao cấp hơn, đi đến những cái quán ăn rất là cao cấp. Chào bạn Bùi Thiên Tạo. Đi đến những cái dịch vụ khách sạn cao cấp hơn, trải nghiệm. Nếu có dịp đi nước ngoài thì càng trải nghiệm hơn, nhiều hơn, để gì, để bạn có một cái góc nhìn nó mở mang ra. Và sau đó bạn phải là người gì bạn phải là người trở về và bạn phải trở thành một cái người huấn luyện viên rất là xuất sắc cho đội ngũ của mình. Bạn cần phải biết trang bị những cái gì những cái công nghệ, những cái cách thức rất là độc đáo khi làm marketing và bán hàng. Ví dụ như là mình gần đây mình gặp có bạn Thiện bên màn cửa Arcana thì bạn biết cách gì bạn biết cách khi mà bạn đi gặp khách hàng thì bạn sắm sửa cái gì mang theo MacBook, mang theo giấy viết loại lớn á, loại giấy nước chạc trải xuống và làm việc với khách hàng. Tức là chúng ta cần phải biết trang bị những cái công cụ để giúp cho chúng ta có khả năng cái trình bày rất là xuất sắc, giúp cho chúng ta có những cái tiện nghi rất là tuyệt vời, và bản thân khách hàng cũng được trải nghiệm những cái điều đó rất là tuyệt vời. Và nếu mà chúng ta biết tập trung sâu sắc vào cái dịch vụ khách hàng thì mình tin là các bạn sẽ thắng, các bạn sẽ kinh doanh thắng. Vừa rồi mình lên Bình Phước thì mình thấy rất là tuyệt vời. Có bạn Công Cà Phê, bạn chuyên bán lên Bình Phước là các bạn sẽ thấy thương hiệu Công Cà Phê, bạn chuyên bán cà phê vỉa hè thôi,
Nhưng lần này mình lên với lần trước mình lên mình thấy bạn có tới mấy cái chục điểm bán cà phê vỉa hè rồi. Lần này với lần trước mình thấy bạn đã nâng cấp, bạn nâng cấp cái ghế nó tốt, nó đẹp hơn nè. Bạn nâng cấp cái quầy nó tuyệt vời hơn, và bạn huấn luyện nhân viên nó chăm chú hơn, nó tận tâm hơn, nó nhiệt tình hơn. Hoặc là vừa rồi mình cũng gặp được bạn Thảo Winner, thì bạn nâng cấp cái gì ạ? Bạn nâng cấp cái bao bì mẫu mã của bạn, cái cách đóng gói bạn giờ nó đẹp, nó tinh xảo hơn. Các bạn thấy cái thế giới kinh doanh của chúng ta nó là như vậy. Mình live stream giờ này là một cái giờ mà ít người xem nhất, nên là mình chỉ chia sẻ nhanh về về cái cách dịch vụ khách hàng nó như vậy thôi. Trong đến ngày đi sơn xếp thầy ở nhà tụt môn quá. Ok, cảm ơn bạn. Và tối hôm nay thì nếu mà mình rảnh thì khoảng 9 giờ tối mình chia sẻ bạn những cái điều, 8 điều mà chúng ta cần phải làm ở trong đời, 8 điều. Bạn Linh nói là quan sát, lắng nghe, suy nghĩ. Đúng rồi, tuyệt vời em. 8 điều rất là tuyệt vời ở trong đời mà các bạn cần phải làm. Các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, hoặc là các bạn tag bạn bè mình vào, chào bạn Hòa Phước, để bạn bè mình xem cái đoạn livestream này thì sẽ học hỏi được những cái điều ý nghĩa. Mình giới thiệu đến sách của mình, sách của mình. Các bạn thấy là đây là quyển sách vượt biển lớn của mình viết, quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển Bán Hàng Online Ngay, quyển Bì Dân Đầu Quay. Cái quyển này là quyển cái này là Business Vượt Nhân Nhân mình thành lập nó năm 2009. Cái đây là cái khóa học nổi tiếng của mình. Cái đây là cái địa chỉ của trung tâm mình, cái website btraining.org. Đây là cái địa chỉ trung tâm của mình, cái số điện thoại của mình. Bây giờ các bạn nào xem livestream này, các bạn mà mua hai cái quyển sách Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi thì nó là 210.000, nó là cái giá bìa, nó là cái giá bìa luôn. Và sách sẽ được gửi đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước, sẽ free ship cho các bạn, cái free ship là khoảng 50.000 đó. Và các bạn sẽ được add vào một cái group. Cái group này là dành cho những người sở hữu hai cái quyển sách, và bạn phải trả lời được những cái câu hỏi ở trong đó thì các bạn sẽ được add vào group. Và trong cái group này thì những cái chia sẻ, những livestream, những bài viết của mình cũng sẽ chia sẻ hết vào trong đó. Các bạn sẽ hỏi những mình những câu hỏi về kinh doanh. Mình đang ngồi tại cái phòng làm việc của mình. Mình sẽ bật ra bên ngoài. Các bạn có muốn mình cho các bạn xem cái khung cảnh ở phía bên ngoài không ạ? Đây là cái khung cảnh ở phía bên ngoài hàng ngày mình hay nhìn. Cái đây là cái khung cảnh buổi chiều. Cái đó là sông Sài Gòn, cái mảng xanh bên kia là Thanh Đa. Sông Sài Gòn các bạn, dòng sông Sài Gòn chảy, cái mảng xanh kia là Thanh Đa. Lúc xưa mình ở bên Thanh Đa đó, mình ngồi cái mảng xanh đó, lúc xưa mình ở bên đó. Bây giờ mình chuyển qua phía bên quận 2 Thảo đi. Và cái khu Thanh Đa đó bây giờ nó đang quy hoạch, sau này nó quy hoạch đó bài bản thì mình cũng mua ở bên đó để mình ở bên đó. Mình rất thích cái bán đảo Thanh Đa. Trước nhà mình là toàn là cái khu biệt thự, cái khu biệt thự rất là nổi tiếng, cái khu biệt thự An Phú. Các bạn có dịp vào cái khu này các bạn sẽ thấy, mình sẽ cho các bạn xem cái view ngược lại. Mình ngồi ở phòng làm việc của mình thì mình ngồi làm việc mình có hai cái view, lúc nào mình cũng có hai cái view này hết. Mình ngồi nhìn để mình cảm hứng, mình viết sách, mình viết bài, mình tư vấn cho các bạn, nó thú vị hơn. Nó là mình luôn nói với các bạn là kinh doanh nó là cả một cái hành trình, và chúng ta hãy hãy như thế nào hãy bắt đầu từ cái hành trình đó, và chúng ta từng bước chúng ta làm. Các bạn muốn làm bài bản mà muốn đi đâu đó đứng bước không bị sai thì các bạn liên hệ các cái lớp học của mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước. Trong 9 năm qua mình đã hình thành cho một loạt những các bạn đã làm cho cái việc này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn sẽ xem cái livestream vào buổi tối hôm nay. Bạn nào chưa lần đầu tiên xem livestream mình thì các bạn hãy comment số 1 đi, rồi mình sẽ làm quen kết nối với các bạn sau. Chúng ta sẽ gặp các bạn sau vào những cái livestream vào tối hôm nay. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn buổi chiều rất là ý nghĩa.